Tại hội nghị báo cáo viên Trung ương được tổ chức tại Hà Nội ngày 16 tháng 6, Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, toàn bộ đối tượng cầm đầu trong vụ gây mất trật tự an ninh tại Đắk Lắk đã bị lực lượng công an bắt giữ. Hiện đời sống tại huyện Cư Quyên đã ổn định bình thường. Lực lượng công an đã bắt và xử lý trên 50 đối tượng trực tiếp tham gia vào vụ việc. Thiếu tướng Đặng Hồng Đức thông tin thêm, theo đánh giá bước đầu, số đối tượng bị bắt giữ phần nhiều là đối tượng trẻ. Nguyên nhân do âm mưu của các thế lực thù địch, một số đối tượng phun rô lưu vong kích động một số người dân tộc thiểu số, chia rẽ người Kinh với dân tộc thiểu số, gây mất trật tự và để gây tiếng vang ở nước ngoài. Thiếu tướng Đặng Hồng Đức nhấn mạnh, thời gian tới, Bộ Công an sẽ tiếp tục truy bắt hết số đối tượng gây án, thu giữ toàn bộ vũ khí, vật liệu nổ. Chiều ngày 16 tháng 6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương đang điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra tại xã Đông Khê, huyện Đông Sơn. Thông tin ban đầu, vụ án xảy ra vào khoảng 11 giờ 5 phút sáng ngày 16 tháng 6. Trong quá trình làm ăn, từ tháng 12 năm 2022 đến nay, chị H, 36 tuổi, trú thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn, nợ Lê Hữu Thuận, 59 tuổi, trú thôn 1 Tuyên Hóa, xã Đông Khê, khoảng 650 triệu đồng. Thuận đã đòi tiền nhiều lần nhưng chị H không trả. Sáng ngày 16 tháng 6, sau cuộc gọi điện, chị H được con trai chở đến nhà Thuận. Trong lúc nói chuyện, hai bên xảy ra mâu thuẫn. Thuận đã dùng dao đâm chị H tử vong, con trai chị bị thương. Sau khi gây án, Thuận vào nhà khóa cửa và có ý định tự sát, nhưng được công an thuyết phục nên từ bỏ ý định này. Chiều ngày 16 tháng 6, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, Tổ công tác 108 Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp phòng trọng án Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và Công an thành phố Phú Quốc triển khai truy bắt nhóm đối tượng có hành vi bắt giữ người trái pháp luật, hành hung nạn nhân để ép viết giấy nợ, rồi buộc ký hợp đồng mua bán đất. Sau đó, các đối tượng dùng dao khống chế, ép nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của đối tượng. Đến 4 giờ sáng cùng ngày, cả 4 đối tượng, Trần Văn Tuân, 30 tuổi, là đối tượng cầm đầu, và 3 đồng bọn gồm Cù Huy Thiện, 17 tuổi, Lê Trung Thành, 20 tuổi và Trần Văn Long, 26 tuổi, cùng trú thành phố Phú Quốc đã bị bắt giữ. Thượng tá Trương Sami, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Kiên Giang, Tổ trưởng Tổ công tác 108 Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, qua đấu tranh các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Ngày 16 tháng 6, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao BA05, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định xử phạt ông Dê, sinh năm 1967, ngụ huyện Bình Chánh, 7,5 triệu đồng và buộc ông này gỡ bỏ thông tin có nội dung vi phạm đã đăng tải. Tại công an, Dê khai trong lúc truy cập mạng xã hội, thấy nhiều người lan truyền thông tin về vụ việc tấn công trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Y Tiêu và Y Ca Tu, huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk. Do bức xúc vấn đề cá nhân trước đó, Dê sử dụng tài khoản mạng xã hội cá nhân đăng tải thông tin bịa đặt, sai sự thật, nhằm hướng lái dư luận vào việc tranh chấp đất đai giữa người dân với chính quyền địa phương. Ngày 16 tháng 6, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa lưu động tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, xét xử Hồ Lăng, 23 tuổi, trú tại thôn Hà Lệch, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa, về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, tối ngày 9 tháng 3 năm 2022, trên quốc lộ 9 đoạn qua khóm Vĩnh Đông, thị trấn Lao Bảo, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện một nhóm thanh niên, trong đó có Hồ Lăng, vừa đưa gói ni lông bên trong chứa ma túy cho một nam thanh niên. Hồ Lăng bị khống chế, còn các thanh niên khác chạy thoát. Quá trình điều tra, Lăng khai, khoảng 17 giờ cùng ngày, Hồ Cưm ở thôn Hà Lệch đến nhà nhờ Lăng cất giữ một túi ni lông. Khi đưa vào phòng ngủ, Lăng mở ra thì thấy bên trong có 4 gói màu vàng, biết là ma túy nên Lăng đóng gói lại rồi cất. Sau đó Hồ Cưm nhờ Hồ Lăng đưa gói hàng ra cầu A Trùm, rồi nói sẽ đưa cho Lăng 300.000 đồng đổ xăng. Lăng đồng ý, lấy gói hàng đến cầu A Trùm, rồi đưa cho Cưm thì cơ quan chức năng xuất hiện bắt giữ Lăng, Cưm và một số đối tượng khác trốn thoát. Theo kết luận giám định, các viên nén màu hồng ở trong gói hàng Lăng vận chuyển là ma túy loại methamphetamine, có trọng lượng 2,3 kg ma túy. Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Trị tuyên phạt tử hình đối với Hồ Lăng.
Ngày 16 tháng 6, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Phan Duy Nghĩa, sinh năm 1964, nguyên trưởng phòng quản lý đô thị huyện Trảng Bom, và ông Nguyễn Hải Triều, sinh năm 1978, phó trưởng phòng quản lý đô thị huyện Trảng Bom, đồng thời ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Nguyễn Lan Hạnh, chuyên viên phòng tài nguyên và môi trường huyện Trảng Bom. Đây là kết quả của quá trình điều tra vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan đến việc xây dựng 680 căn nhà liền kề, biệt thự trái phép xảy ra tại dự án khu dân cư Tân Thịnh thuộc xã Đồi 61, huyện Trảng Bom do công ty cổ phần đầu tư LDG làm chủ đầu tư, được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khởi tố vụ án hình sự vào ngày 29 tháng 5. Sáng ngày 16 tháng 6, sau khi cây xăng Petrolimex ở đường Trần Hưng Đạo, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn đang hoạt động bình thường thì bất ngờ bốc cháy dữ dội. Ban đầu người dân nghe thấy một tiếng nổ lớn, sau đó ngọn lửa cháy lan ra các cột bơm xăng rồi bốc lên ngùn ngụt. Ngay khi nhận tin báo, lực lượng chữa cháy của Công an tỉnh Bình Định đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện dập tắt ngọn lửa. Trưa cùng ngày, ông Phạm Ngọc Khuyến, giám đốc Petrolimex Bình Định xác nhận cây xăng bốc cháy thuộc đơn vị này quản lý phân phối. Về nguyên nhân, ông Khuyến cho biết vụ cháy bắt nguồn từ tiếng nổ của xe máy người dân đến đổ xăng. Tại hiện trường, hai trụ xăng bị lửa thiêu cháy, bên cạnh có một chiếc xe máy cháy trơ khung.